Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ pha cho anh em xem cái búa espresso này của mình nó hoạt động như thế nào nha. Cái búa này pha mắc được khoảng 30g cà, rất hợp với cái gu uống Faizo mỗi sáng của mình. Hôm nay thì nhẹ nhàng thôi, mình sẽ chơi 22g cà phê. Tỷ lệ 50-50 gồm Faizo nhà 3C và AT Gigachet nhà gió Việt. Thường thì mình chơi 16g Arabica, rất ít khi fail bởi cái diện tích tiếp xúc của mặt cà 37 ly và độ dày bánh cà có tỷ lệ khá ổn, nên uống vừa ngon vừa an toàn. Lần này thì fail rồi anh em ơi, channeling rồi. 22g cà nên độ dày bánh cà khá lớn, trong khi tiết diện mặt cà 37 ly này khá nhỏ, buộc mình phải xay thô và gần như không nén. Đây cũng có thể là lý do chính khiến nó bị channeling, nhưng mà uống thì vẫn ok nha, bởi con búa của mình nó xay thô hơn espresso thông thường nên hương vị khá an toàn. Chắc là dịp khác mình sẽ quay một video khác nó hoàn hảo hơn cho anh em xem. Xin chào anh em.